Xin chào các quý vị đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của trang web xedaphaiphong.com. Lại tiếp nối cái chuỗi series video trả lời các cái câu hỏi thường gặp của khách hàng gửi về xedaphaiphong.com thì mình đã tổng hợp lại một các cái loạt câu hỏi và mình sẽ làm từng video một để mình trả lời các câu hỏi thường gặp của quý vị. Thì như trong video này mình sẽ trả lời quý vị và cái câu hỏi là khi mà mua xe đạp thể thao Nhật bãi thì nếu mà bị trục trặc hay là bị hỏng phụ tùng có dễ kiếm hay không? Tức là phụ tùng của xe đạp thể thao thì có dễ kiếm hay không ấy? Khi mà bị hỏng thì trong video này mình sẽ trả lời các cái câu hỏi xoay quanh như câu hỏi này. Các cái câu trả lời xoay quanh câu hỏi này. Thì như các quý vị các đã biết ấy, là xe đạp thể thao thì chỉ có chia làm 3 dòng. Một là MTB là viết tắt của mountain bike, có nghĩa là xe leo núi. Hai là dòng touring. Tức là dòng touring sẽ là một có thể là bánh 26, có thể là bánh 700C. Nhưng mà tay ngang hoặc là tay cánh bướm, để mà nói chung là touring là để đi đường bằng, đi đường trong phố hoặc là đi dã ngoại. Và ba là dòng road. Đó là dòng tay cong của những cái vận động viên chuyên nghiệp. Xe đạp thể thao chỉ có 3 dòng này. Thì 3 dòng này chỉ sử dụng 2 loại bánh. Để nói về kích cỡ của bánh thì chỉ có 2 loại bánh thông dụng. Còn ngoài ra thì còn có rất là nhiều bánh khác nhau, nhưng mà hơn 90% các xe đạp thể thao chỉ sử dụng 2 loại kích cỡ bánh. Đó là một là bánh 700C. Bánh 700C thì thường được lắp ở trên dòng road và dòng touring. Và hai là bánh 26 địa hình, tức là 26 quả là quả 26 nhân cái kích cỡ lốp, có thể là 195, có thể là 2.0, 2.1, và một số dòng địa hình thì có nó là vành bánh lốp 27, nhưng mà ít. Thì thường sẽ là phổ biến là 26. Thì nếu như quý vị mua những cái xe thuộc 90% trong số này thì phụ tùng cực kỳ dễ kiếm và rất là nhiều. Tại sao? Bởi vì hơn 90% xe đạp thể thao đã qua sử dụng tại Nhật chỉ sử dụng hai cỡ lốp này. Đó là 26 cho xe địa hình hoặc một số dòng touring, khung touring như là Dark Rock, hay là nói chung là một số dòng khung touring mà thép ấy, cao cấp ấy, thì cũng dùng bánh 26. Nhưng mà thường touring là bánh 700. Và hai là dòng bánh 26 cho lắp cho địa hình. Tức là xe đua road tay cong sẽ dùng chung bánh 700C với xe địa hình, xe touring. Như vậy để các quý vị có thể thấy là để mà nói về cỡ lốp thì chỉ có hai cỡ thôi, nên là phụ tùng hỏng rất là dễ kiếm. Ví dụ như là trong quá trình sử dụng, mình sẽ đảo camera. Trong quá trình sử dụng như các bạn có thể là bị hỏng lốp đi, thì mình sẽ lấy ví dụ trong cửa hàng mình đây, thì nó cũng chỉ có hai loại bánh, đó là bánh 700C và bánh 26 địa hình mà thôi. Đây ví dụ như chiếc touring này là dùng bánh 700C, đây cũng 700C, đây cũng 700C, đây cũng 700C và đây cũng 700C, đây cũng 700C, đây cũng 700C. Dòng touring và dòng road hầu như là dùng bánh 700C. Thế thì tất cả các cái lốp mà 700C để mà nói về kỹ thuật là cái đường kính này. Quý vị nhìn đường kính này, từ đây đến đây, đường kính ấy, đường kính của vòng tròn ấy, là 700C là nó bằng nhau. Đấy, còn nó sẽ khác là 700C quả bao nhiêu. Ví dụ như là cái quả 23 này, à quả này quả 28 này, quả này quả 32 này. Đấy, quả 32 này, quả 35 này. Đấy, quả này quả 38 này. 700C 38 này, 700C 35 này. Thì 700C nhân bao nhiêu thì nó chỉ khác cái độ to của lốp mà thôi. Còn cái đường kính là giống nhau. Cho nên cái lốp 700C rất là sẵn. Đấy, đây 700C luôn, touring này 700C này. Một loạt đây mình đang treo dựng đứng đây đều là 700C hết. Bởi vì xe đạp thể thao Nhật bãi chỉ có hai loại lốp, đó là 700C. Thứ nhất là 700C trang bị cho tất cả các dòng touring và dòng road. Chỉ khác nhau quả lốp, có nghĩa là có thể lắp 700 x 28C thì mình có thể lắp lên lốp 700 x 323C hoặc
một số có thể lên được 32C, 32C có thể lắp được 35C, 38C, hoàn toàn có thể lắp được các cái lốp cỡ 700 mà không chênh lệch quá nhiều về độ to của lốp thì đều hoàn toàn có thể lắp cho nhau được. Như vậy về lốp rất là dễ kiếm. Thứ hai là đối với bánh 26 địa hình thì như các bạn thấy, đây cũng là quả 26 x 195. Đây cũng là quả 26 x 195. Tức là những cái loại lốp này đều là 26 có thể lắp lẫn cho nhau. Đây, đây cũng là 26 x 195. Con địa hình Nui Zeno đỏ đây cũng là 26 x 195. Thì về cơ bản chỉ có hai loại lốp mà thôi. Nên hai loại lốp thì nếu mà có quý vị hỏng lốp thì rất là dễ kiếm. Bởi vì chỉ có hai loại lốp. Cũng như là ở xe máy ấy, xe số thường là vành 17 inch và xe ga là 16 inch và 14 inch. Nên là rất là về nói về lốp hỏng thì rất là dễ kiếm. Ngoài ra trên một con xe thể thao khi mà chúng ta đạp rèn luyện thể thao hàng ngày thì sẽ có một cái số cái phụ tùng sau mà trong quá trình sử dụng lâu ngày thì nó sẽ bị hư hao mòn và dẫn đến hỏng thì mình sẽ phải thay thế, đó là một số cái phụ tùng sau. Đầu tiên sẽ là xích líp. Xích líp thì như quý vị biết là tất cả các loại xích xe đạp thể thao gần như là lắp được cho nhau. Đấy, nó chỉ khác là 7 tốc độ, 8 tốc độ và 9 tốc độ thôi. Còn thường những cái xe từ Nhật về thì chỉ có 7 và 8 tốc độ thì hầu như xích rất sẵn. Cái thứ hai là líp cũng rất sẵn. Nó chỉ có hai loại, đó là líp 7 tốc độ và 8 tốc độ. Ngoài ra những cái bê đan này rất là nhiều luôn, rất sẵn. Nói chung là trên một chiếc xe thể thao này thì không có cái gì là không có cả, rất là sẵn luôn. Yên, tất cả các thứ đều có hết. Khi mà chúng ta bị hỏng hoặc là chúng ta tiến hành thay thế thì tất cả đều có. Còn trên xe thì là phụ tùng zin nguyên bản rồi, còn nếu như nhỡ mà bị hỏng thì rất là dễ. Như vậy là nếu mà quý vị đã sở hữu chiếc xe đạp thể thao hoặc là đang phân vân có lên sở hữu xe đạp thể thao Nhật bãi hay không, và nếu như hỏng thì có đồ thay thế hay không, thì hoàn toàn yên tâm là 100% tất cả các phụ tùng trên xe đều có đồ thay thế. Và đồ thì nó cũng chia làm rất là nhiều, đồ chính hãng và đồ ngoài. Thì tùy theo nhu cầu của khách hàng thì sẽ mua được cái loại đồ như thế nào và tùy tầm tiền. Đấy, thường đồ chính hãng thì nó sẽ cao tiền hơn. Và cũng chia sẻ thêm là đồ Nhật cũ từ nước Nhật về là rất là nhiều các loại đồ, ví dụ như là máy lạnh, điều hòa, đúng không? Lồi cơm điện, quạt, rồi hút ẩm, lọc khí, ấm siêu tốc, rồi robot lau nhà, rất là nhiều đồ điện tử, loa đài. Nhưng tại sao mà mình chỉ chọn xe đạp để mà mình kinh doanh, không chọn các cái ngành nghề kia? Bởi vì những cái đồ kia, nếu như mà các cái thợ, mình có quen một số nào thợ làm điều hòa Nhật Bản, thì một chuyến hàng xe điều hòa về thì hỏng rất là nhiều. Và những cái gặp những cái con mà mạch ví dụ như là điều hòa inverter ấy, nó mà hỏng thì rất là khó sửa, hầu như không có đồ thay thế. Hay là những cái thợ mà buôn đồ máy giặt hay là loa đài cũ mà họ chỉ cần hỏng một con tụ, con sò thôi, hoặc là cái gì đó là không có đồ thay thế là phế luôn cả cái sản phẩm đó đi. Thế nên là mình chọn xe đạp thể thao bởi vì nó không có cái gì là điện tử cả. Trước kia thì mình có bán xe đạp trợ lực được một thời gian khoảng 2 năm, nhưng đến bây giờ thì mình thấy là xe đạp trợ lực nó cũng thỉnh thoảng nó cũng gặp trục trặc rất là nhiều về phần điện tử, bởi vì nó là đồ điện, nên là mình cũng tạm thời ngưng không bán xe đạp trợ lực nữa và chỉ tập trung 100% cho xe đạp thể thao mà thôi. Nên là quý chia sẻ như vậy để quý vị thấy rằng xe đạp thể thao cực kỳ lành, cực kỳ ít hỏng, không như các cái đồ Nhật cũ khác liên quan đến điện tử. Hầu như không có một cái gì là không có thay thế. Và 100% các chiếc xe mình nhập về là đều đã được tuyển lựa, chọn rất là kỹ, nên là độ hỏng rất là ít và đồ còn rất là mới. Còn nếu như trong trường hợp sử dụng khoảng từ 3 cho 5 năm mà có bị hỏng lốp, xăm hoặc xích hay cái gì đó thì có rất là nhiều đồ thay thế từ thấp cho đến cao, tiền từ xịn cho đến đều, rất là nhiều đồ để mà quý khách có thể lựa chọn thay cho chiếc xe của mình. Đó là lý do vì sao mình chọn kinh doanh xe đạp thể thao Nhật bãi chứ không chọn là bán tủ lạnh hay là máy giặt hay là điều hòa Nhật bãi, bởi vì những cái thứ đó là liên quan đến điện tử, trong một lô hàng có thể bị hỏng rất là nhiều.
nên là mình không chọn. Và đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba là mình muốn chia sẻ là ngoài bán lẻ xe đạp thể thao thì bên xe đạp hải phòng.com còn bán buôn phụ tùng thay thế cho các thợ. Và cái này thì mình không có làm video, bởi vì cái này thì làm video cũng các quý vị khách tiêu dùng thì xem cũng không để làm gì. Nên chia sẻ như vậy để quý vị có thể cảm thấy rằng khi mà mua xe đạp thể thao Nhật bãi nói chung trên thị trường, hoặc là tiến hành mua xe đạp tại cửa hàng mình, thì hoàn toàn có thể yên tâm là tất cả đều có đồ thay thế. Và ngoài ra cái chính sách cho những cái khách hàng mà mua xe đạp tại cửa hàng mình thì là đều là bảo hành 1 năm, hỏng gì sửa đó, không mất tiền. Đấy. Thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm là xe đạp nếu như có phải thay thế một vấn đề gì đó thì hoàn toàn có đồ, không bao giờ sợ là không có đồ, như là những cái đồ điện tử, bởi vì nó là hoàn toàn là cơ khí. Và xe đạp thể thao nó đã có từ rất là nhiều năm nay rồi, nên là phụ tùng của nó cũng không có gì là đặc biệt cho lắm. Chỉ quan trọng là đồ bao nhiêu tiền mà thôi. Tức là đồ ít tiền thì không có thể đồ tốt được, mà đồ nhiều tiền thì sẽ là tốt, chính hãng. Thì phân biệt đồ chính hãng hay gì, mình cũng có một số video trong kênh YouTube của mình, các quý vị có thể tìm lên YouTube tìm xe đạp Hải Phòng và vào trong kênh xem. Và một số video phân biệt đồ chính hãng, đồ fake. Vâng, và nếu mà quan tâm đến xe đạp thể thao thì quý vị hãy ấn kết bạn trên Facebook với xe đạp Hải Phòng và chọn chế độ bạn thân. Còn nếu ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất cập nhật khi mà xe đạp Hải Phòng up lên trên kênh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin chào các anh chị em đang xem livestream của em trên Facebook. Hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt.